Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, tên lửa siêu thanh được gọi là Fatah hay Conqueror có tầm bắn lên tới 1.400 km. Trung Quốc đã đóng các cơ sở mà London cáo buộc là đồn cảnh sát không chính thức trên lãnh thổ quốc gia châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Gallant khẳng định Israel luôn có giải pháp đối phó mọi loại vũ khí của Iran sau khi Tehran ra mắt tên lửa siêu vượt âm. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã có cuộc hội đàm thúc đẩy quan hệ song phương. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo chương trình phát sóng của đài truyền hình nhà nước Iran, tên lửa Fatah di chuyển với tốc độ gấp 15 lần tốc độ âm thanh, có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa ở khu vực. Chương trình phát sóng cho thấy mô hình tên lửa siêu thanh được lực lượng vệ binh cách mạng Iran giới thiệu cho Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran hiện sở hữu kho tên lửa đạn đạo khổng lồ. Tháng 11 năm ngoái, tướng Amir Ali Hajizadeh của lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố Iran đã tạo ra tên lửa siêu thanh song không đưa ra bằng chứng cụ thể. Theo vị này, vũ khí siêu thanh bay đạt tốc độ siêu vượt âm nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, Mach 5, có thể đặt ra những thách thức quan trọng đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa vì tốc độ và khả năng cơ động của chúng. Trung Quốc và Mỹ được cho là đang theo đuổi vũ khí siêu thanh. Trong khi đó, Nga tuyên bố đã triển khai vũ khí siêu thanh và cho biết Moscow đã sử dụng chúng trên chiến trường Ukraine. Bộ trưởng An ninh Anh Tom Tugendhat ngày 6 tháng 6 cho biết, Trung Quốc đã đóng cửa các cơ sở bị nghi là đồn cảnh sát không chính thức tại các địa điểm trên khắp Vương quốc Anh. Ông Tugendhat cho hay, cuộc điều tra do Anh tiến hành chưa phát hiện ra bất cứ hoạt động bất hợp pháp nào tại các cơ sở nói trên. Anh đã nói với Đại sứ quán Trung Quốc rằng bất kỳ chức năng nào liên quan đến các đồn cảnh sát như vậy ở Anh là không thể chấp nhận được và chúng không được hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào. Đại sứ quán Trung Quốc sau đó hồi đáp rằng, tất cả các cơ sở đó đã đóng cửa vĩnh viễn. Bất kỳ cáo buộc nào khác sẽ nhanh chóng được điều tra theo luật pháp Vương quốc Anh, ông Tugendhat nói. Trước đó, Anh nhận định các báo cáo về những đồn cảnh sát không chính thức của Trung Quốc ở nước châu Âu là rất đáng quan ngại. Hồi tháng 4, các đặc vụ liên bang Mỹ đã bắt giữ hai cư dân New York vì bị cáo buộc điều hành một đồn cảnh sát mật của Trung Quốc tại khu Chinatown ở Manhattan. Trung Quốc cho biết họ kiên quyết phản đối điều mà họ cáo buộc là những lời vu khống và bôi nhọ của Mỹ. Chính phủ Anh nói rằng, họ biết về khoảng 100 cơ sở bị nghi là đồn cảnh sát mật của Trung Quốc trên khắp thế giới. Trước đó, Trung Quốc giải thích rằng, có các trung tâm ở nước ngoài do các tình nguyện viên địa phương điều hành, chứ không phải cảnh sát Trung Quốc, nhằm mục đích giúp công dân Trung Quốc gia hạn giấy tờ và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác. Bộ trưởng Quốc phòng Gallant khẳng định Israel luôn có giải pháp đối phó mọi loại vũ khí của Iran sau khi Tehran ra mắt tên lửa siêu vượt âm. Tôi đã nghe thấy đối phương khoe khoang về vũ khí họ đang phát triển, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 6 tháng 6 nói trong chuyến thăm Bộ Chỉ huy miền Bắc của lực lượng phòng vệ IDF. Đối với bất cứ vũ khí nào như thế, chúng tôi luôn có biện pháp phản ứng tốt hơn, kể cả trong phòng thủ lẫn tấn công, ông Gallant cho biết. Ông Gallant khẳng định IDF đủ khả năng bảo vệ người dân Israel và giáng đòn chí mạng vào đối phương nếu họ phát động cuộc chiến nhằm vào chúng tôi. Bình luận được Bộ trưởng Gallant đưa ra sau khi Iran công bố tên lửa siêu vượt âm Fatah với tầm bắn 1.400 km và có thể đạt tốc độ tối đa Mach 14, gấp 14 lần tốc độ âm thanh, tương đương 15.000 km/h. Truyền thông Iran đưa tin tên lửa Fatah có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ và Israel, trong đó có Iron Dome. Vũ khí siêu vượt âm, trong đó có tên lửa và phương tiện lướt, có thể bay với tốc độ tối thiểu Mach 5. Bộ Chỉ huy miền Bắc của IDF ngày 6 tháng 6 tổ chức hai cuộc diễn tập cấp sư đoàn riêng biệt, trong đó có kịch bản không quân mở các đợt tập kích chiến lược vào sâu trong lãnh thổ đối phương trong chiến tranh tổng lực, cùng các đợt tấn công và phòng thủ giả định của Hải quân. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã có cuộc hội đàm thúc đẩy quan hệ song phương. Hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng sạch. Ngoại trưởng Mỹ đến Saudi Arabia với sứ mệnh hàn gắn quan hệ với nước đồng minh truyền thống, sau nhiều năm bất đồng sâu sắc từ giá dầu cho đến vấn đề Iran và trong bối cảnh, Saudi Arabia đang có xu hướng thúc đẩy quan hệ với các đối thủ của Mỹ trong khu vực. Iran hôm qua đã chính thức mở lại đại sứ quán tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia sau khi hai nước ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ dưới vai trò trung gian của Trung Quốc. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.